Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. chương 21 Không rõ từ khi nào mà có người bắt đầu, không khí sôi nổi, các món quà xa xỉ nhất được dâng lên làm lễ vật. Hạ tĩnh thạch thu hồi ánh mắt, cầm ly nạm ngọc trong tay, thưởng thức ly rượu màu hổ phách, nở một nụ cười ngượng ngùng. Có người chỉ mượn cơ hội để lấy lòng quốc chủ và nhận được sự yêu mến từ Hí Dương công chúa, còn một số khác thì lại e rè trước uy nghi của quốc chủ, không dám chậm trễ. Tại đây, không có món quà nào chúc mừng cho lễ cưới của hắn, thậm chí trinh hắn cũng không có một chút vui vẻ nào. Hôn nhân trong giới quý tộc và hoàng gia từ trước đến nay chỉ là một trò đùa chính trị mà thôi. Nhận thấy Hạ Tĩnh Thạch im lặng, Phượng Hí Dương nhẹ nhàng nâng ly lên, lén nhìn hắn nàng vẫn cười tươi như dòng nước đôi mắt vẫn lạnh lùng như ánh sao dù ngồi bên cạnh nhưng tâm trí nàng lại rất xa xôi như thể đang tổ chức tiệc cưới mà không liên quan gì đến hắn đột nhiên phượng lý dương cảm thấy mình thật bất lực những ngày qua lòng tràn đầy niềm vui sướng giờ đây dần dần phai nhạt dù đã là phu thê nàng vẫn không thể chiếm được ánh mắt chuyên chú của hắn ánh mắt ấm áp của hắn chẳng có nhiều nhưng lại không hề dành cho nàng. Có lẽ đã nhận ra điều gì, hạ tĩnh thạch bỗng quay đầu lại. Phượng Hí Dương không kịp rút mắt, bị ánh nhìn sâu thẳm của hắn chạm đến. Người không thoải mái sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, rồi đưa tay nhận ly rượu từ tay nàng, rượu này hơi nặng, đừng uống quá nhiều. Trong lòng nàng, những mảnh tối tăm âm thầm được ánh mắt dịu dàng của hắn thắp sáng. Phượng Hí Dương đáp lại hắn bằng nụ cười tươi giói lấy lại ly rượu từ tay hắn rồi từ từ đứng dậy lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người đôi mi dài của phượng ý dương khẽ rung lên thần thái nàng thật thanh tao mọi người trong điện ngay lập tức im lặng hôm nay phu quân mang đến chiếc mũ phượng tuyệt đẹp cho ta và ta cũng chuẩn bị một món quà đáp lễ nhưng ta không biết phu quân thích điều gì nàng nói giọng nói hơi run dày ta chỉ muốn toàn tâm toàn ý giao phó cho hắn trở thành một người vợ tốt, cùng hắn chia sẻ những nỗi lo, cùng nhau vinh nhục, làm chứng cho nhau trước trời đất và trước thế nhân. Nói xong, nàng uống cạn ly rượu, khi buông ly xuống, không biết là cảm giác say hay kích động, hai má nàng ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Trong sự yên lặng, một ly rượu rơi xuống, vỡ vụn trên mặt đất, nhưng không có ai tiến lên để lau dọn. Phượng Tùy ca nghiêng đầu, cảm thấy chấn động nhìn nữ tử thanh tao trước mắt nàng thật sự là hoàng muội được cưng chiều từ nhỏ sao mấy ngày trước nàng vẫn là một cô gái bướng bỉnh lấy chuyện hôn nhân ra để vòi vĩnh hắn mà giờ đây nữ nhi ngượng ngùng như đã rời xa chỉ còn lại sự khao khát mãnh liệt trên mặt hạ tĩnh thạch chỉ có sự nghi hoặc bốn năm trước từ kinh đô đã có lệnh truyền rằng hí dương công chúa không chịu gả cho hắn hắn cũng từng cảm thấy khó hiểu nhưng không suy nghĩ nhiều nhưng hôm nay Phượng Hí Dương lại thốt ra những lời như vậy trước mặt hắn khiến hắn không thể không bắt đầu nghi ngờ rằng liệu mình có bỏ lỡ điều gì quan trọng. Lăng Tuyết Ảnh đã nghe Phó Nhất Tiếu nói về những điều đặc biệt trong lời nói và hành động của Phượng Hí Dương, lúc này không kìm được mỉm cười nhìn Nhất Tiếu. Nhất Tiếu chỉ nhàn nhạt, nhạt đáp lại bằng một cái thói quen thì tốt. nàng lại nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh trong trang phục xanh lơ trên đài cao, lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu Phượng Hí Dương không phải là công chúa Túc Sa, nếu nàng không lún sâu vào dòng nước đục này, có lẽ họ đã có thể trở thành bạn tốt, cùng nhau trải qua những thăng trầm, cười nói bên ánh trăng. Trong sự im lặng, Phượng Kỳ Sơn thở dài nói, thật sự là như vậy, trong lòng con gái chỉ có hạ tĩnh thạch, người cũng không nên phụ lòng nàng. Lúc này, Phượng Hí Dương nghe ra ý nghĩa trong lời cha, nhưng nàng vẫn còn ngại ngùng, vội vàng ngồi xuống. dưới tòa nhiều thần dân nhìn nàng lớn lên thấy nàng lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm hoi lập tức bật cười hạ tĩnh thạch khẽ cười chỉ mong tình yêu bền lâu cần gì phải nói những lời mật ngọt tốt phượng kỳ sơn cười to vậy con cứ yên tâm hí dương con đã lớn sau khi gả chồng thì không cần tùy hứng như trước nữa hãy chín chắn hơn khi phụ vương không ở bên cạnh con phải học cách tự quyết định làm cha thật sự không yên lòng Phượng hí Dương ban đầu chỉ gật đầu đồng ý, nhưng khi nghe những lời buồn bã của cha, nàng không kìm được mà đỏ bừng vành mắt, nước mắt ứa ra, nũng nịu nói: "Phụ vương, hôm nay là ngày đại hỷ của con, xin đừng nói những điều buồn bã như vậy." Phượng Kỳ Sơn thấy nàng sắp khóc, chỉ có thể tu lại nỗi buồn, che giấu và nâm ly rượu cùng Hạ Tĩnh Thạch uống một hồi. Đột nhiên từ phía dưới vang lên một âm thanh không lớn không nhỏ sao lại nhìn thấy lễ vật của chúng ta, chẳng lẽ người cầm tú vương triều đều đến tay không? Lời vừa dứt, bữa tiệc lập tức xôn xao bàn tán, hạ tĩnh thạch và phượng hí dương đồng thời nhíu mày, cùng nhau nhìn xuống. Người nọ mặc bộ đồ màu vàng nghệ, chất liệu sa tanh, nhưng nhìn vào thân hình và khí chất, có vẻ như là một võ quan, lúc này hắn đang hướng hạ tĩnh thạch khiêu khích bằng ánh mắt. Phượng Hí Dương liền mở miệng trách móc, tuân tướng quân, nếu người muốn say rượu làm loạn thì hãy mau biến đi, đừng để ở đây làm xấu mặt. Người được gọi là tuân tướng quân bị Phượng Hí Dương chỉ trích, mặt hắn có chút khó coi. Nhưng khi thấy quốc chủ Phượng Kỳ Sơn không có vẻ mặt tức giận, hắn lại dám lớn gan đứng lên chống đối, nói, tiểu thần chỉ nói sự thật. Không phải cầm tú vương triều rất có thế lực sao? Tại sao lại tránh mặt trong lúc này? Hí Dương đang định nổi giận, thì Phượng Kỳ Sơn đúng lúc xen vào, tuân tướng quân, người tới đây là khách, không được vô lý. Tuần tướng quân thấy quốc chủ lên tiếng, dù chưa dứt lời nhưng cũng không dám mở miệng, tức tối ngồi lại. Phượng Kỳ Sơn liếc nhìn hạ tĩnh thạch với vẻ mặt vô cảm, rồi trách mắng, người xưa có câu, ngàn dặm tặng lông hồng, điều đó là tình cảm. Lễ vật không phải ở số lượng nhiều, đừng vội vàng nói năng không suy nghĩ. Phượng Tùy Ca nhìn quanh bữa tiệc, trong lòng đã hiểu phụ vương rõ ràng cố tình dung túng tuân tướng quân, nhưng không biết ông đang định làm gì, nên nàng lập tức không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Ở bên kia, một nam tử gầy gò đứng dậy, cung kính nói, quốc chủ sáng suốt, thần đây không phải chỉ đơn thuần gây rối nhưng việc hí dương công chúa xuất hiện là việc lớn của quốc gia, không thể tùy tiện được. Ninh Phi rốt cuộc không nhịn được, tức giận nói, điện hạ, khi ngài đang trên đường, đã phái người ba lần đưa sính nghi đến túc xa. giờ đây công chúa trở lại cẩm tú còn muốn tham dự đại yến. nhận chúc mừng từ khắp nơi, chẳng lẽ các ngươi cũng chuẩn bị mang lễ vật đi tặng lần nữa? nam tử lập tức không nói được gì. trong bữa tiệc ở cẩm tú lập tức vang lên những tiếng cười. bên túc xa thì mất mặt, mọi người bàn tán ầm ĩ. nhận thấy sự tranh chấp giữa hai bên, phượng kỳ sơn bình tĩnh gõ một cái lên bàn. ngay lập tức tiếng ồn ào im bặt hắn nhìn quanh hài lòng rồi nặng nề mở miệng nói đừng tranh cãi chỉ vì một chút hôn nghi mà làm cho mặt đỏ tai hồng thật sự là mất mặt lúc này hí dương cũng hiểu được hắn nói mơ hồ thấy hạ tĩnh thạch im lặng sợ hắn sẽ tức giận nàng nhỏ nhẹ nói người kia tuân tướng quân đã từng cầu xin phụ vương để ta gả cho hắn nhưng phụ vương không đồng ý sau đó không lâu ta đã định hôn ước với ngươi nên hắn luôn ghen ghét ngươi đừng để ý đến hắn. Hạ tĩnh thạch nghe nàng nói rõ ra, không khỏi bật cười, hắn nói cũng không phải không có lý, bổn vương quả thật chưa suy nghĩ chu toàn, sau này sẽ chú ý hơn, sao lại phải tức giận. Nàng quay sang nhất tiếu, liếc hắn một cái, người đã chuẩn bị nghênh đón bao nhiêu người. Lời vừa nói ra, nàng cảm thấy không ổn, lại thấy hạ tĩnh thạch cười như không cười, mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu ấp ốm nói, chỉ là đùa thôi hí dương sẽ không phản đối ngươi lấy thêm chắc phi hạ tĩnh thạch chỉ mỉm cười không trả lời hai người không quan tâm đến ai khác mà khe khẽ thì thầm còn tuân tướng quân ở dưới đã tức giận đến mức quỳ xuống trong bữa tiệc lớn tiếng nói thần có một chuyện muốn thỉnh cầu quốc chủ phượng kỳ sơn nhớ mày đây không phải chiều hội cứ việc nói đi đừng ngại đúng vậy tuân tướng quân liếc nhìn ninh phi thần thỉnh mệnh hộ tống công chúa về cẩm tú đồng thời mang đến lễ vật từ thần và các đại nhân khác để chúc mừng công chúa trong bữa tiệc ngay lập tức trong điện vang lên tiếng ồn ào mọi người bàn tán xôn xao tuyết ảnh từ xa nhìn phượng kỳ sơn với vẻ mặt xê tuyết ảnh từ xa chăm chú nhìn phượng kỳ sơn cười lạnh nói hắn cố ý thiên vị cố tình khiến chúng ta khó xử nhất tiếu tâm trạng vốn đã không tốt nghe thấy ầm ĩ càng thêm bực bội, tức giận nói, nếu đây là nơi của người bình thường, thì đã xô bàn mà chạy đi rồi. Nhưng ở đây, không đi được mà cũng không thể ở lại, thật là gây rối. Tiêu vị nhiên ngồi cùng với họ, nghe nhất tiếu oán giận, liền khẽ nói khuyên, đừng nóng vội, ngày mai chúng ta sẽ phải trở về, không thể mắc sai lầm được. Chương 22. Khi đang trò chuyện, Hạ Tĩnh Thạch bỗng đứng dậy, trong ánh mắt của hắn tràn ngập khinh thường và kiêu ngạo, hắn nhìn khắp bữa tiệc đầy quyền quý của Túc Sa. Những người này dường như đã quên rằng hắn không chỉ là một vương hầu bình thường, mà còn là một chiến thần lừng lẫy đã từng khiến phong ba bão táp. Hơn nữa, dòng máu hoàng gia quý giá chảy trong huyết quản của hắn, khiến cho hắn trở thành một nhân vật cao quý không thể bị xâm phạm. Một cảm giác áp bức trầm trọng lan tỏa trong không khí, khiến cho tất cả những người kiêu ngạo và ồn ào cũng không tự chủ được mà ngậm miệng phượng tùy ca cảm nhận được khi thế mạnh mẽ từ hắn đôi mắt không khỏi sáng lên đây chính là hạ tĩnh thạch mà nàng đã quen thuộc nàng vừa mới còn tức giận không thể chịu nổi khi phó nhất tiếu liếc nhìn hạ tĩnh thạch nhụt trí lẩm bẩm một mình sau đó như thể đang đáp lại tiêu vị nhiên nàng nói chúng ta sớm nên nghĩ rằng hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nổi bật này sao chúng ta lại có thể lơ là như vậy vân tường vẫn còn quỳ gối giữa bữa tiệc thấy hạ tĩnh thạch làm cho cả hội trường kinh sợ ánh mắt hắn bắn ra những tia oán hận độc ác hắn đứng dậy ngang nhiên nhìn thẳng vào hạ tĩnh thạch cười lạnh nói trấn nam vương không cảm thấy mình đang làm át đi tiếng nói của chủ nhân hay sao hạ tĩnh thạch bỗng lộ ra một nụ cười ôn hòa như ánh sáng thanh khiết nếu đứng dậy mà có tiếng nói của khách át đi tiếng nói của chủ thì tuân tướng quân sao không tiếp tục quỳ xuống ngay lập tức trong bữa tiệc vang lên những tiếng cười khúc khích hạ tĩnh thạch không để ý đến sắc mặt đỏ bừng của tuân tường xoay người chào phượng kỳ sơn một cách điềm tĩnh quốc chủ tiểu vương có một vài vấn đề muốn hỏi tuân tướng quân phượng kỳ sơn gật đầu đáp đương nhiên có thể hạ tĩnh thạch khẽ mỉm cười từ từ bước xuống bậc ngự nhẹ nhàng hỏi tuân tướng quân tâm ý mà ngài nói là của người khác hay của chính mình? Tuân tưởng không ngờ rằng hắn lại hỏi như vậy, cũng không dám lơi lỏng cảnh giác, chỉ đáp gọn gàng, cả hai đều có. Nghe lời nói của tuân tướng quân vừa rồi, dường như không coi cửu long chín ngũ phượng vào đâu, nên bổn vương suy đoán rằng tướng quân đã nhận được một món quà quý giá nào đó, không biết có thể tiết lộ chút gì không, để bổn vương mở rộng tầm mắt. Hạ tĩnh thạch nói, trong khi đi đến trước mặt hắn với vẻ thanh tao và lịch sự. Vân Tường do dự một chút, liếc nhìn Phượng Hí Dương, thấy nàng chỉ nhìn hạ tĩnh thạch, hắn cắn răng nói, nhị thước cao bạch ngọc cửu cấp linh lung tháp. Vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên những tiếng bản tán. Khi thấy ánh sáng trong mắt hạ tĩnh thạch, Phượng Tùy Ca chợt có một ý nghĩ trong đầu. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Phượng Kỳ Sơn đã gật đầu nói, tuần tướng quân vẫn rất chăm chút cho diễn dương. Tuần tường vội nói không dám, nhưng thấy hạ tĩnh thạch không nói. Hạ tĩnh thạch cười đáp, đương nhiên là có thể so sánh, không biết đây là vật gia truyền của tướng quân hay là quà tặng từ bạn bè. Tuần tưởng đắc ý nói, chiếc tháp này là tôi mua ở chợ đen cách đây 5 năm, giá trị lên tới 13 vạn. Ngay lập tức, trong điện vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Sắc mặt Phượng Kỳ Sơn lập tức thay đổi, chưa kịp mở miệng, hạ tĩnh thạch đã nhanh chóng nói với một nụ cười lạnh, tướng quân, Lương bổng của ngài là bao nhiêu? Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Tuân Tường trở nên xám trắng, hắn vẫn cố chấp cãi, món đồ này là do gia truyền của tôi mua, có liên quan gì đến lương bổng chứ? Trong điện lập tức tràn ngập không khí căng thẳng, Hạ Tĩnh thạch mỉm cười châm chọc, bình thản nói, xem cách nói và hành động của tướng quân, có vẻ không giống như một người con của thế gia, nên bổn vương chỉ là suy đoán mà thôi phượng tùy ca bước ra khỏi bữa tiệc cười lớn trấn nam vương quả thật là người mưu trí danh bất hư truyền câu nói ngụ ý không hề phủ nhận suy đoán của hạ tĩnh thạch hắn mỉm cười khiêm nhường nhìn về phía phượng hí dương đang tươi cười hỏi đại công chúa ngài nghĩ sao thấy phượng hí dương gật đầu hạ tĩnh thạch nhìn quanh các đại thần quý tộc túc xa nói các vị lễ vật ở đây đều đã được đại công chúa nhận và danh mục quà tặng sẽ do hoàng tử xử lý. Những món đồ này đều quý giá, việc bán đi để thu tiền mặt vào quốc khố sẽ giúp chúng ta có thể chi tiêu cho việc cứu trợ trong nhiều năm tới. Nếu có món đồ nào từ bá tánh mà bị cướp đoạt, các vị hãy báo sớm cho hoàng tử để có thể trả lại nguyên vẹn. Ánh mắt hắn lướt qua những thần tử không còn chút sức sống, rồi lại rơi xuống phượng tùy ca, tuần tướng quân, chiếc bạch ngọc tháp và những món quà khác có lẽ cũng nên được tính vào đây." Phượng Tùy Ca cười đáp, "Đương nhiên rồi." Thấy tình hình trở nên mất kiểm soát, bữa tiệc cưới vốn dĩ vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Phượng Kỳ Sơn tức giận dồn hết lên Tuân Tường, lập tức ra lệnh cho cấm vệ bắt giam hắn để thẩm vấn. Nhìn Tuân Tường bị kéo ra ngoài, kêu la thảm thiết, không khí trong đại điện trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của mấy trăm người. Hạ Tĩnh Thạch và Phượng Tùy Ca nhìn nhau một lát, rồi Phượng Tùy Ca nhẹ nhàng nói, người đã cưới diễn xương, lại giúp Túc Sa giải quyết vấn đề cứu trợ trong những năm gần đây, những ân oán giữa chúng ta hôm nay hãy xóa bỏ đi. Hạ Tĩnh Thạch nhướng mày đáp, người thật thông minh, ân oán cũ mà bổn vương đã sớm quên, còn chưa kịp thanh toán ân oán mới đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười, vỗ tay thật mạnh để đồng ý sau đó mỗi người quay trở về chỗ ngồi của mình sắc mặt phượng kỳ sơn dần dịu lại cười cường nói được rồi đừng làm hỏng không khí nữa tiếp tục tiệc tùng đi hắn giỏi trong việc xem mặt đoán ý nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm không khí trong điện cũng dần thả lỏng nhưng không còn vui vẻ tự nhiên như trước thời gian đã trôi qua giờ tuất cũng đến lúc phải tạm biệt lễ quan dẫn theo một đội cung nữ xinh đẹp tay cầm hoa tươi tiến lên với nụ cười rạng rỡ thời gian đã đúng xin mời công chúa hí dương và trấn nam vương điện hạ theo tiểu thần về tất an cung lời còn chưa dứt hạ tĩnh thạch đã nhăn mày tất an cung diễn dương đỏ mặt giải thích tất an cung là do phụ vương ban cho mẫu phi sau khi mẫu phi qua đời nơi đó vẫn chưa được sử dụng vì vậy lần này chỉ sửa chữa một chút để làm hôn phòng hạ tĩnh thạch nghe xong cười nhạt ngày mai buổi sáng bổn vương sẽ phải trở về cẩm tú vì vậy ngay bây giờ bổn vương phải về hành quán để sắp xếp công việc không tiện ở lại trong cung diễn dương có chút bối rối lễ quan thì hoảng hốt điều này điều này không phù hợp với lễ nghi đâu phượng kỳ sơn nghe thấy ánh mắt sắc bén nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng cười nói đêm tân hôn động phòng hoa trúc đây là chuyện lớn trong đời sao có thể miễn cưỡng như vậy Hạ tĩnh thạch ấy nấy nhìn nhất tiếu, nói, nếu sắp xếp không tốt, ngày mai lên đường chắc chắn sẽ gặp khó khăn, huống chi, lễ nghi tân hôn cũng phải được thực hiện trong bữa tiệc cưới tại Cẩm Tú. Phượng Kỳ Sơn định nói gì đó, nhưng Diễn Dương đã cười nói, lời phu quân không phải là không có lý, vậy thì Diễn Dương xin cáo lui trước. Chờ đã, sao có thể có lễ cưới mà không vào động phòng? Phượng Kỳ Sơn tức giận, giọng nói vô tình lớn lên, khiến mọi người trong điện phải nhìn lại. Phượng Hí Dương ngượng ngùng và bực bội nhẹ nhàng nói, Phụ Vương, sao ngài lại lớn tiếng như vậy? Phượng Kỳ Sơn hít sâu, hạ thấp giọng, túc xa chưa từng có tiền lệ như vậy. Nếu lệ cưới mà vẫn tách phòng, thì tôn nghiêm và thể diện của Vương Thất Túc Sa sẽ để đi đâu? Hạ tĩnh thạch kiên nhẫn nhượng bộ nói, nếu quốc chủ quan tâm đến ánh mắt của người khác, bổn vương có thể lập tức phái người về hành quán sửa sang lại một phòng ngủ, mời công chúa truyền về đó. Phượng Kỳ Sơn quả quyết nói, không được, hành quán không thể nào dùng làm phòng tân hôn. Tối nay, bằng mọi giá đều phải ở lại tất an cung. Thấy ánh mắt hạ tĩnh thạch ngày càng lạnh, Phượng Hí Dương tức giận nói, phụ vương sao có thể cưỡng ép như vậy? Nếu người khác hiểu lầm là diễn dương vội vã vào động phòng, thì sẽ ra sao? Điều đó sẽ khiến Diễn Dương gặp khó xử. Phượng Kỳ Sơn hừ lạnh, "Đây là cố ý, không liên quan đến ngươi. Chỉ sợ có người trong lòng vẫn nhớ mãi không quên, lấy cớ để kéo dài." Lời vừa dứt, Diễn Dương đã quỳ xuống, Diễn Dương khẩn cầu phụ vương đừng nói nữa, phu quân là người rất lý trí, Diễn Dương tin tưởng hắn. Lời nói của Phượng Kỳ Sơn đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong điện, lúc này Diễn Dương quỳ xuống dưới chân vang lên những tiếng hít thở kinh ngạc phó nhất tiếu và những người ngồi ở xa không nghe rõ cuộc trò chuyện ở vị trí chủ tọa chỉ thấy phượng kỳ sơn tức giận mà không biết nguyên nhân rồi bỗng thấy phượng hí dương quỳ xuống tiêu vị nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng ra hiệu cho ninh phi ninh phi hiểu ý hơi ngồi dậy chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ hạ tĩnh thạch trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra Nhất Tiếu tuy không rõ tình hình nhưng thấy thái độ phòng bị của Tiêu Vị Nhiên và Ninh Phi, trong lòng cũng trở nên cảnh giác. Hắn nhẹ nhàng nói với Tuyết Ảnh, nếu có chuyện gì xảy ra, người đừng hoảng sợ, chỉ cần đứng bên cạnh ta. Tuyết Ảnh trong lòng bất an nhưng cũng gật đầu chấn an. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23. Gió mưa đang kéo đến, không khí nơi Phượng Kỳ Sơn trở nên một ngạt như cơn lốc xoáy và vẻ mặt vốn ôn hòa giờ đây trở nên có phần dữ tợn dưới ánh đèn. Cô thật là một đứa con gái tốt, hắn nói với giọng căm hận, thanh âm giống như rắn độc, người tin hắn, vậy có phải là không tin phụ vương sao? Phượng Hí Dương vội vàng tiến lên hai bước, sắc mặt tái nhợt, giải thích diễn dương không phải có ý đó, chỉ là không muốn phụ vương vì những chuyện này mà tức giận. Phượng Kỳ Sơn như vừa mới thoát khỏi sự một ngạt, thở hồn hình. Hạ Tĩnh Thạch bỗng cảm thấy có chút không đành lòng. Hắn thở dài nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy, rồi nói: "Chiếc mũ phượng đó, Mẫu Phi đã gả cho Tiên Đế. Vì vậy, xin quốc chủ hãy tin tưởng Tiểu Vương có thành ý." Ánh mắt của Phượng Hí Dương và Phượng Kỳ Sơn gần như đồng thời chú ý vào hắn. Một người dưng dưng vì kinh hỉ, còn người kia thì hơi ngạc nhiên và thoải mái. Phượng Kỳ Sơn bỗng nhiên cười, nụ cười phức tạp nhưng cũng đầy vẻ tiêu tan có vẻ như tuổi già cô đơn khiến ngươi ngày càng câu nệ với hình thức, hãy đứng dậy, thu dọn một chút đồ đạc, tối nay hãy rời khỏi hành quán. Phượng Hí Dương, lông mi khẽ rung, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói, diễn Dương muốn ở lại nói chuyện với Phụ Vương nhiều hơn. Sắc mặt Phượng Kỳ Sơn đột ngột biến đổi, hắn bất ngờ nhìn về phía hạ tĩnh thạch, trong mắt hiện lên một tia thâm sâu kỳ lạ. Trong điển, mọi người đều nghe rõ những lời này, cô muốn hỏi Trấn Nam Vương cần một người nào đó. Hạ tĩnh thạch ánh mắt sắc bén, nắm chặt đôi tay run nhẹ, nhưng lại nở một nụ cười, không biết quốc chủ đang để mắt đến ai. Biểu cảm của Phượng Kỳ Sơn trở nên kỳ quái, giọng nói bình tĩnh nhưng chậm rãi, diễn dương ngày mai sẽ rời khỏi túc xa, không biết trong cung sẽ thiếu vắng nàng, liệu có thấy cô đơn không? Hắn cố tình liếc nhìn một lượt, cô cảm thấy thích lăng tuyết ảnh tinh nghịch và linh hoạt cho nên tính toán giữ nàng bên mình. Hai chữ dối trá, rõ ràng lọt vào tay hắn, mặc dù sau đó bị tiêu vị nhiên che đẩy, nhưng hắn vẫn nhận ra được một vài manh mối từ biểu cảm của những người xung quanh. Hắn biết rằng phó nhất tiếu có thể gánh tội thay cho người khác, trong lòng nàng đã xác định được vị trí quan trọng. Phượng Kỳ Sơn trong lòng cười thầm, đề tài đã được đưa ra, giờ chỉ còn xem các ngươi chọn lựa như thế nào. Trong không khí tĩnh lặng, tiếng hoa đèn bùng cháy có thể nghe thấy rõ ràng ánh nến lay động chiếu sáng những gương mặt trắng bệch trong bữa tiệc lời hắn nói như một bàn tay tát vào mặt ninh phi khiến nàng hoàn toàn ngớ ngẩn theo phản xạ nàng nhìn về phía tuyết ảnh thấy nàng có vẻ mờ mịt nhẹ nhàng hỏi hắn đang nói về ta sao phượng tùy ca cũng đứng ngẩn ra nhìn thần sắc khó lường của phụ vương trong mấy ngày qua hắn đã dự đoán khả năng xảy ra biến cố mạnh mẽ còn lén lút phái người đến xung quanh hành quán để bảo vệ, thậm chí còn chú ý đến tất cả nhân viên trong thành. Nhưng hắn không ngờ rằng, phụ vương lại công khai đưa ra yêu cầu trước mặt mọi người, muốn một người, nhưng không phải là nàng. Trong đầu nhất tiếu chợt tối sầm lại, một cơn đau dữ dội ập đến, phẫn nộ như ngọn lửa rực cháy, lại lạnh lẽo như băng giá, ngọn lửa trong huyết quản nàng dường như đang nhảy múa, cảm giác như oán hận xé toạc tâm hồn nàng nàng không còn dám nghĩ rằng sẽ có hạnh phúc bất ngờ rơi xuống chỉ mong cuộc sống bình lặng trôi qua không có lo âu hay u sầu không có những nỗi lo lắng hay sợ hãi không có sự tổn thương hay tuyệt vọng không có nơi nào để về không có lối đi nào không có bất ngờ gì cả nàng chỉ mong cuộc sống bình thản và an yên vậy mà sao vẫn có người không chịu buông tha cho nàng tại sao sinh ra đã mang sẵn những khó khăn nhưng giờ đây lại bùng lên trong lòng nàng quyền lực nàng không tranh giành, nhưng nàng cũng không hề sợ hãi. Bàn tay lạnh lẽo của nhất tiếu nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay tuyết ảnh, nàng khẳng định với giọng nhẹ nhàng, yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nàng liếc nhìn Ninh Phi, lập tức đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Phượng Kỳ Sơn với vẻ mặt không cảm xúc, đường đường là quốc chủ tốc xa mà cũng đi cướp đoạt vợ người khác sao. Phượng Kỳ Sơn nhướng mày, cười lạnh, nàng rõ ràng chỉ là một thiếu nữ trang điểm, sao có thể gọi là cướp đoạt vợ người khác? Nhất tiếu cười, nụ cười cực kỳ giả tạo, quốc chủ không thể không nói lời lịch sử, chẳng lẽ quy nữ túc xa đính hôn xong thì có thể sửa thành thiếu phụ trang điểm sao? Tuyết ảnh vẫn còn ngẩn ra, nhận ra ám chỉ của tiêu vị nhiên về ninh phi đã lớn, nàng thẳng thắn nói, không tồi, bởi vì muốn hộ tống điện hạ đến đón dâu. Ninh Phi không còn cách nào khác mới chấp nhận hôn ước này nếu không thì tuyết ảnh đã là thê tử của Ninh Phi rồi. Thấy Ninh Phi phản ứng, khóe miệng hạ tĩnh thạch khẽ nhếch ôn hòa nói, hay là như thế này, nếu quốc chủ có ý định, tiểu vương nhất định sẽ đưa đến thánh đế, có lẽ thánh đế sẽ cẩn thận chọn ra người thích hợp, sẽ không để quốc chủ thất vọng. Dưới đài, những người quý tộc túc xa đều co rúm lại, không dám thở mạnh, đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời họ tham gia vào một hôn lễ kỳ lạ như vậy tại phượng kỳ sơn họ nhạy bén cảm nhận được hơi thở tàn sát đây là hơi thở nguy hiểm của người có quyền lực đang chuẩn bị ra tay được vậy thì ta muốn giữ lại người đó bên mình rốt cuộc phượng kỳ sơn lạnh lùng nói không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào hơi thở hủy diệt bỗng trỗi dậy trong mắt hạ tĩnh thạch như ánh sao giữa đêm tối toàn thân hắn căng cứng, nụ cười cũng biến mất. Hắn trầm giọng nói: Phó đô úy có quân chức, không phải là những nữ tử bình thường. Yêu cầu của quốc chủ có phần khó khăn cho người khác. Phượng Kỳ Sơn thản nhiên nói với Nhất Tiếu: Điều này ta đã nghĩ đến. Sáng mai ta sẽ chuẩn bị quốc thư để gửi đến hành quán. Từ Trấn Nam Vương sẽ có phản hồi gửi đến cẩm tú thanh đế. Ta sẽ tự mình trong thư trình bày nguyên nhân, thanh đế chắc chắn sẽ không từ chối. Tiêu Vị Nhiên không thể nhịn thêm được nữa, đứng dậy gần như cùng lúc với Phượng Tùy Ca, thấp giọng nói, nếu phụ vương thường xuyên cô đơn, Nhi thần có thể vào cung bầu bạn với phụ vương. Phụ vương, chưa kịp để Phượng Tùy Ca nói xong, Phượng hí Dương đã mỉm cười bước vào, hóa ra phụ vương cũng thực sự thích nhất Tiếu, xem ra sự lựa chọn của Diễn Dương không tồi. Nàng nói, chậm rãi bước xuống bậc ngọc, tiến đến bên nhất Tiếu, nắm tay nàng, Diễn Dương luôn nghĩ rằng nếu phu quân muốn nghênh thú chắc phi, nhất tiếu là người rất phù hợp để chọn. Mọi người lập tức ngây người. Hạ tĩnh thạch nhìn về phía diễn dương, lòng giả không khỏi kích động, hắn thật sự không ngờ rằng, người lúc này đứng ra bảo vệ nhất tiếu lại chính là nàng. Phượng Kỳ Sơn sắc mặt xanh mét quát, mới vừa rồi trong lễ thành hôn đã sắp xếp thiếp thất cho chồng, ngươi có định làm hiền thê hay không? Nhất tiếu không thể tin được nhìn Phượng Hí Dương với nụ cười miễn cưỡng, tay nàng lạnh hơn tuyết ảnh, nhưng vẫn không lùi bước, diễn Dương từ nhỏ đã được dùng ái, chưa bao giờ phải lo lắng gì, lại không biết đến những thủ đoạn tranh sùng của cung phi. Vì vậy, thay vì làm bạn với một nữ tử xa lạ bên cạnh người, không bằng chọn nhất tiếu, người có tính nết hợp nhau để cùng hầu hạ phu quân. Tiếng nói của diễn Dương vang vọng bên tai, Phượng Tùy Ca bình tĩnh nhìn nhất tiếu nàng sẽ đồng ý chứ trong lòng hắn bỗng cảm thấy đau nhức cuối cùng đã hiểu ra cảm xúc đã lay động vì vậy tình cảm lại dâng trào hơi ấm còn lưu lại từ nàng trước ngực hắn thật sự chân thật như thể nàng vẫn đứng bên ngoài tuyên đức điện vẫn được hắn ôm trong lòng nhưng cuối cùng chỉ có thể xa xăm nhìn nàng nhìn nàng đến rồi nhìn nàng đi thôi hắn cười khổ thực ra cũng chẳng có gì Cuộc đời này thật khó để gặp được người mà mình cảm động. So với những người cả đời đều không biết mình đang tìm kiếm điều gì, thì việc gặp được nàng là một điều kỳ diệu. Dù không thể ở bên nhau lâu dài, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Chỉ vì giữa cuộc đời này có một người, tâm hồn ta tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Chương 25. Cuối cùng, khi rời khỏi tòa đại điện tràn ngập mê muội, Nhất Tiếu thở ra một hơi nhẹ nhàng không thể không quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn xem, sự bảo vệ nghiêm ngặt và lộng lẫy của Hoàng Cung, thoạt nhìn dường như là một buổi tiệc cưới hòa thuận vui vẻ, nhưng bên trong lại đang âm thầm dậy sóng. Ai có thể nhận ra những giết chóc, huyết tinh, bi thương, phẫn nổ, sợ hãi và thù hận đang ẩn giấu ở đây? Khi thấy nàng đang nhìn lại, Phượng Tùy Ca dừng bước, hỏi, người đang xem gì vậy? Nhất Tiếu rút ánh mắt về, hỏi lại, sống ở nơi như thế này có khiến ngươi cảm thấy mệt mỏi không tâm trạng như bị cắt đứt phượng tùy ca cười khổ ta không có lựa chọn nhưng ngươi thì có nàng bật cười sai rồi nên nói là cả hai chúng ta đều không có lựa chọn tại sao lại như vậy phượng tùy ca ngạc nhiên ngươi có cơ hội để đi chỉ cần rời khỏi túc xa hắn muốn đối phó với ngươi cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại chỉ cần ngươi người hỏi ta tại sao nhất tiếu cắt ngang lời hắn nở một nụ cười rạng rỡ mái tóc dài bay bồng bềnh như những bông hoa quỳnh nở giữa đêm cũng giống như người hỏi tại sao ban đêm không thể thay đổi sắc diện của chính mình ngày ánh sáng người không thể hiểu được bóng tối thậm chí nghĩ rằng đen và trắng có thể tùy ý chọn lựa thực ra bóng tối chỉ có thể như vậy không phải vì một lý do nào đó nếu bản thân có thể lựa chọn thì tại sao lại phải chịu đựng cây lạnh và sự tối tăm của đêm? Gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc dài của nàng bay lượn trong gió. Phượng Tùy Ca im lặng, đúng là như vậy, nếu Phụ Vương đã quyết định thực hiện một sự kiện nào đó, thì chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Mặc dù Nhất Tiếu có đủ khả năng tự bảo vệ mình, nhưng nhược điểm của nàng là luôn sống vì người khác chứ không chỉ cho riêng bản thân khi họ đến quảng trường nơi tập trung xe ngựa phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn loạn nhất tiếu và phượng tùy ca cùng quay đầu lại nhìn thấy hạ tĩnh thạch và những người khác nhất tiếu nhìn hạ tĩnh thạch tiến về phía nàng nhưng không hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái như một người xa lạ lướt qua trước mặt nàng một cơn gió lạnh lướt qua khuôn mặt nàng giống như một tảng băng chạm vào cổ họng nàng cảm giác thật khó chịu trong khoảnh khắc đó Nhất Tiếu nghĩ sẽ đuổi theo hắn, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích, nàng chỉ biết đứng yên nhìn theo bóng dáng hắn. Nhất Tiếu, Tuyết Ảnh dừng lại trước mặt nàng, giọng nói mang theo sự nức nở, "Ngươi đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau trở về." Nhất Tiếu bình tĩnh, nhưng trong lòng như bị vỡ vụn, nàng đưa tay lau mắt, miên cưỡng cười nói, "Xin lỗi, ta đã nuốt lời." Những người xung quanh đều im lặng nhìn nàng, Ninh Phi lên tiếng, giọng có chút khàn người yên tâm, điện hạ chỉ nhất thời tức giận sẽ không thật sự bỏ mặc ngươi đâu. người đàn ông đó tình cảm không thấu hiểu mà thù hận cũng không sâu sắc. chỉ khi nhận ra điều này, ta mới quyết định từ bỏ. nhất tiếu trong mắt ánh lên sự kiên định. người yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho bản thân. người hãy đối xử tốt với tuyết ảnh, đừng luôn chọc giận nàng. tuyết ảnh không kìm được nữa, ôm chầm lấy nhất tiếu, mặt vùi vào vai nàng. Khóc nức nở nói, nhất tiếu, đừng ở lại nơi này. Chúng ta cùng nhau đi có được không? Thực ra ta rất muốn giữ ngươi lại bên cạnh. Nhất tiếu nhẹ nhàng chiêu chọc, tay khẽ vỗ về lưng nàng. Nhưng trong mắt lại tràn đầy nỗi bi thương không thể xóa nhòa. Nhưng ta sợ lăng thúc sẽ giết ta. Và lúc ninh phi thành thân sẽ nhớ gửi thư cho ta. Rằng các ngươi là những người mà ta đã thấy, xứng đáng có được hạnh phúc. Từ xa vang lên tiếng hô hoán xe của Hạ Tĩnh Thạch chuẩn bị khởi động. Ninh Phi có chút do dự, nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu ngươi hãy tự bảo trọng, rồi không màng đến sự dãy rủa của tuyết ảnh, kéo nàng về hướng quảng trường. Những người khác cũng gấp rút theo sau, nhất tiếu theo bản năng bước vài bước về phía trước, nhưng lại bị Phượng Tùy Ca ôm lại và quay người. Tiêu vị nhiên đi ở phía sau cùng, khi đi qua bên nhất tiếu và Phượng Tùy Ca thì dừng lại, nói với Phượng Tùy Ca, nàng trông có vẻ thông minh, nhưng lại rất nhạy cảm, dễ dàng khiến người khác cảm thấy lo lắng. Thực tế, nàng chỉ là một cô gái cô độc và ngốc nghếch, còn rất tự ti. Nếu không cẩn thận, nàng sẽ trốn vào những nơi không ai biết để giấu đi nỗi đau. Vì vậy, việc chăm sóc cho nàng không hề dễ dàng. Nếu người không thể bảo vệ nàng, hãy nhanh chóng đưa nàng trở về nơi an toàn đi. Như thể đang tuyên bố điều gì đó, Phượng Tùy Ca nắm chặt tay nàng, nói ta có thể làm được ta sẽ khiến nàng mỗi ngày đều vui vẻ cười tiêu vị nhiên khẽ mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt nhất tiếu dịu dàng nói nha đầu trên đời này điều vô dụng nhất chính là sức mạnh của kẻ yếu dù cho ngươi tràn đầy nhiệt huyết và có nhiều võ nghệ thì một mình ngươi khó mà địch lại nhiều kẻ muốn nổi bật trong thiên hạ chỉ có thể dựa vào trí tuệ nhưng chỉ cần ngươi hiểu những gì ta nói thì không có gì là không thể vượt qua thấy nhất tiếu gật đầu hắn phất tay không quay đầu lại mà rời đi nhất tiếu ngốc nghếch nhìn theo bóng dáng tiêu vị nhiên rời đi vẫn đứng sững tại chỗ trong lòng trống rỗng một lúc lâu sau nàng bỗng nhiên mỉm cười những điều hắn nói hôm đó không sai người hiểu rõ nhất về nàng chính là tiêu vị nhiên thật lạ sao nàng lại không thích hắn chúng ta phải đi thôi phượng tùy ca thở dài nếu thực sự không nỡ, ngày mai ta sẽ mang ngươi theo tiễn họ. Ngoài thành túc xa, lá cờ đen viền vàng phấp phới ở hàng đầu đội ngũ. Phượng hí dương, nước mắt chưa khô, vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn thành phố ngày càng xa, dường như còn có thể thấy phụ vương miến cưỡng cười và vẫy tay từ trên tường thành. Tuyết ảnh cúi đầu ngồi bên trong xe, biểu cảm thanh thản và nhu hòa. Nhất tiếu không có mặt để tiễn họ. Phượng Kỳ Sơn không phải là một người dễ đối phó, nhưng với sự có mặt của Phượng Tùy Ca, nhất Tiếu Hẳn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Đối với Phượng Hí Dương, có lẽ không nên trách nàng, nhưng vừa rồi nàng đã cử người đến để mời Tuyết Ảnh ngồi cùng trong xe, mà Tuyết Ảnh vẫn từ chối. Đột nhiên, một tiếng vang lớn phát ra từ xe, những người bên ngoài hốt hoảng kêu lên, có người phục kích, bảo vệ xe ngựa. Tuyết Ảnh trong lòng run lên, theo bản năng kéo màn xe lên. Một mũi tên lớn đột ngột cắm vào cửa sổ xe bên cạnh, bên ngoài xe trở nên hỗn loạn và xe ngựa cũng lung lay dừng lại. Ninh Phi nhanh chóng đến gần, một bên cảnh giác nhìn xung quanh, một bên vội hỏi, sao lại thế này? Có ai bị thương không? Tuyết Ảnh ngơ ngác nhìn về phía hắn, "A, à, ta không sao." Ánh mắt nàng lướt qua vai hắn, dừng lại ở mũi tên đang chỉ lên sườn núi cao. Ở đó có hai kỵ sĩ dừng lại song song, chính là Phó Nhất Tiếu và Phượng Tùy Ca. Nhất Tiếu một tay nắm cương ngựa, một tay cầm cung, ghim ngựa ở đỉnh núi. Thấy bên dưới mọi người hoảng loạn, nàng mơ hồ nở nụ cười, vứt cung đi và thúc ngựa chạy xuống, còn Phượng Tùy Ca thì bình tĩnh đứng lại tại chỗ. Là Nhất Tiếu, tuyết ảnh kêu lên, nhanh chóng chui ra khỏi xe, vẫy tay, Nhất Tiếu. Nhất Tiếu nhất tiếu nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng và ghìm chặt ngựa lại tuyết ảnh vừa vui mừng lại vừa tức giận mắng ta biết chắc ngươi sẽ không bỏ cuộc ngươi nhiều năm không cầm cung nếu lỡ tay bắn chúng ta thì sao nhất tiếu ném cho nàng một chiếc hộp gỗ cười lớn nói nếu lỡ tay mà giết ngươi thì ta sẽ tự tay làm món đó lần trước nghe ngươi nói về hương liệu ta đã hỏi phượng tùy ca để mang một ít về nhất tiếu tuyết ảnh nhận lấy hộp gỗ ánh mắt sáng lên nếu ngươi đã ra ngoài thì hãy cùng chúng ta đi thôi phượng tùy ca sẽ không cản ngươi nhất tiếu nở một nụ cười buồn bã ta đến đây chỉ để tiễn đưa làm sao có thể trở thành đồng hành được tuyết ảnh cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta không bao giờ rời xa ta sẽ trở về nhất định khi thấy nàng vừa kéo cương ngựa định quay lại phía trước vọng đến một tiếng gọi đầy ngậm mùi nhất tiếu tại sao ngươi không chịu theo ta trở về Hạ tĩnh thạch chậm rãi tiến tới, ánh mắt luôn sâu thẳm giờ đây lại đầy nỗi thống khổ. Nhất tiếu im lặng một hồi lâu, rồi quay đầu cười nhẹ, ta từng nghĩ rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau. Thật đáng tiếc, người đã làm ta nhận ra mình đã sai, và còn sai rất nhiều. Khi nói ba chữ ấy, ánh mắt bình thản của nhất tiếu chợt bừng sáng, bộc lộ những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt, trong đó có sự thoải mái nhưng cũng đầy đau đớn, tràn ngập mâu thuẫn không cho hắn có cơ hội suy nghĩ thêm, nhất tiếu đã quay ngựa lại và chạy đi như điên. chương 24 Trong mắt Phượng Kỳ Sơn hiện lên vẻ tàn nhẫn như lưỡi dao, rơi xuống nhất tiếu, tựa như muốn cắt nàng ra từng mảnh. Người thật sự coi thường ta, nhưng càng như vậy, ta càng thêm tò mò về ngươi. Nhất tiếu khẽ nhách môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Quyền lực mang lại sự tự tin, người ngang nhiên dẫm lên những kẻ không thể phản kháng đến hôm nay, người có nhớ mình đã bước lên trên bao nhiêu máu và xác chết để có được vị trí này không? Phượng Kỳ Sơn ngần người một lúc trước khi hừ lạnh một tiếng, đó là đạo của vua, người làm sao có thể hiểu được? Ta tất nhiên không hiểu, vì vậy người mới là vua. Nhưng ta khinh thường những trò lợi dụng lòng người và mưu kế quyền lực, nhất tiếu kiêu hãnh và kiên cường như ánh nắng mặt trời phản chiếu trên dòng băng lạnh lẽo. Người luôn giả vờ cao quý, đóng vai trò trọng tài nhưng trong lòng ta đó chỉ là những lời dối trá buồn nôn thật là táo bạo nhất tiếu phó nhất tiếu tiếng hét vang lên từ bốn phía có cả nam và nữ nhưng rõ ràng đã muộn trái với dự đoán của mọi người trên mặt phượng kỳ sơn lộ ra vẻ hứng thú hiếm thấy cười tả ác và bừa bãi ta thực sự đánh giá cao dũng khí của ngươi không biết ngươi đã quyết định điều gì chưa nhất tiếu không chú ý đến câu hỏi của hắn nhẹ nhàng ôm chặt phượng hí dương người đang đầy lo sợ và nghi hoặc rồi nhẹ nhàng nói bên tai nàng dù ngươi vì ai ta cũng cảm ơn ngươi nhưng ta có lòng tự trọng không muốn thiếu thốn quá nhiều nhìn thấy nàng lùi lại diễn dương vội vàng nắm lấy cánh tay nàng ta nói đều là lời chân thành không phải là đồng cảm với ngươi càng không phải để lấy lòng hắn ngươi phải tin tưởng ta nhất tiếu bỗng mỉm cười dịu dàng như thấm vào tim giơ tay vuốt ve khuôn mặt diễn dương ta đương nhiên tin tưởng nếu không ta đã không nói cảm ơn với ngươi nhưng ngươi có biết không dù không có những chuyện này ta cũng đã quyết định không trở về nàng quay đầu cười với tuyết ảnh người khác có thể không hiểu nhưng tuyết ảnh sẽ hiểu sau khi trở về ngươi có thể hỏi nàng như thể có ai đó đâm mạnh một nhát dao vào ngực hắn ánh mắt hạ tĩnh thạch trở nên mờ mịt dù hắn không nghe được nhất tiếu nói gì bên tay diễn dương, nhưng qua cuộc đối thoại của họ, hắn đã nhận ra nàng từ chối, nàng muốn ở lại. Phó nhất tiếu, ta không đồng ý để ngươi ở lại nơi này, hắn nghe thấy mình nói, giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh. Ngươi là bảo bối của vương quốc, không có sự đồng ý của ta, việc rời khỏi lãnh thổ là phản quốc. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn cố chấp, ta sẽ theo quân pháp mà xử lý. Tiêu vị nhiên và Ninh Phi đồng thời chấn động, cùng nhau kêu lên, điện hạ. Nhất tiếu im lặng hồi lâu rồi mới nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ là nhìn nhàn nhạt. Thứ nhất, người đã ban chết quân tướng đó từ mấy năm trước. Thứ hai, ta không ngại nhờ Phượng Quốc chủ giúp ta xin chỉ thị từ Thánh Đế, để danh chính ngôn thuận mà ở lại. Đôi mắt tuyết ảnh trong veo đã đọng lại sương mù, chóp mũi nàng cũng dần đỏ lên lúc này nàng càng lạnh lùng châm chọc nói hạ tĩnh thạch cuối cùng ta đã hiểu vì sao nhất tiếu lại tình nguyện ở lại túc xa mà không muốn gả cho ngươi nàng cố gắng kìm nén nước mắt liếc nhìn ninh phi cuối cùng ta đã biết đó là thứ gì dù rằng có chút muộn màng phượng kỳ sơn vẫn im lặng quan sát mọi thứ và khẽ cười nghe có không ít câu chuyện thú vị may mà sau này ta sẽ có đủ thời gian để nghe chậm rãi nếu không ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Trong mắt nàng lóe lên những tia sáng sắc bén, nhất tiếu né tránh bàn tay của Phượng hí Dương, tiến lên hai bước, ôm cánh tay mình và cười lười biếng, ta thật sự tự hỏi mình có sống để quốc chủ có hứng thú nghe câu chuyện đó hay không. Có lẽ tối nay, chỉ cần một cái xoay người, sẽ có người ra tay cũng không chừng. Mặt Phượng Kỳ Sơn bỗng chốc trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng nói, chỉ cần dựa vào những lời ngươi nói hôm nay, việc định tội ngươi cũng không phải quá đáng nhưng nhìn vào sắc mặt diễn dương ta sẽ không so đo với ngươi nữa ta đã mệt mỏi nếu không có việc gì khác ta sẽ cho phép tan cuộc rồi quay đầu ra lệnh cho người hầu bên cạnh dẫn phó đô úy đi đến hoa cung nghỉ ngơi một chút phụ vương phượng tùy ca tiến lên một bước giọng nói lạnh lẽo như sương đêm giống như băng giá đông lạnh một hồ nước nơi đó là hậu cung đưa khách nhân đến đó có lẽ không thích hợp Phượng Kỳ Sơn không mảy may quan tâm, xua tay, chỉ là một đêm thôi. Ngày mai sau khi diễn dương khởi hành, ta sẽ sai người sắp xếp lại cung điện đó. Phượng Tùy Ca biểu cảm nhạt nhòa, từng chữ từng câu nói, nhi thần có vẽ trong vườn có phòng của nàng. Nàng không đi đâu cả, hạ tĩnh thạch tức giận, ánh mắt lửa giận bùng lên, hắn bước xuống từ bậc thang, nàng muốn về cùng bổn vương. Giống như cơn gió thổi qua rừng trúc, bầu không khí tĩnh lặng trong bữa tiệc bỗng dưng xôn xao. Trước khi Phượng Kỳ Sơn kịp nhìn qua, mọi người đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nhất Tiếu yên tĩnh ngửa đầu, hai mắt khép hờ, khóe miệng như hoa kiều diễm, tựa như đang chờ đợi họ đưa ra kết luận, lại như đang tự hỏi điều gì. Ánh sáng vàng kim từ những chiếc đèn cung đình dọi lên gương mặt nàng, trong suốt và rực rỡ. Sự kiêu ngạo này là điều họ nhất quyết phải có đó là một lý do đơn giản mà nàng thực sự hiểu rõ trốn không thoát chỉ có thể đối mặt đây là một cuộc chiến không khói thuốc súng nhưng lại cực kỳ quyết liệt mỗi người đều có thể thấy chỉ là con đường riêng của mình và mỗi người đều có chiến trường riêng cố gắng sử dụng phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất để đạt được hiệu quả tốt nhất đó là điều hạ tĩnh thạch đã dạy nàng để đạt được mục đích cần thiết có mưu kế dũng khí và sức mạnh đó là những điều phượng kỳ sơn đã dạy nàng đây chính là chiến trường atula không thắng thì chỉ có chết ta muốn đến thủy vẽ viên nhất thiếu từ từ mở to mắt trong mắt nàng lóe lên một sự rào hoạt nếu đã không thể tránh khỏi dòng hỗn loạn này thì họ còn đứng trên bờ làm gì hạ tĩnh thạch nhanh chóng bước tới gần nhất tiếu nàng không tránh né để hắn túm lấy mình thật sự đau đẩy tuyết ảnh ra hạ tĩnh thạch lập tức đẩy nhất thiếu về phía mình giận dữ nói tại sao ngươi luôn bốc đồng như vậy chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của người khác nhìn tuyết ảnh ngã vào lòng ninh phi nhất thiếu mới lười biếng quay lại hỏi thế nào ngươi thật sự định cưới ta sao không có gì bất ngờ hạ tĩnh thạch vung tay ra đang định nói gì thì tiếng kêu hoảng hốt vang lên ngay sau đó phượng tùy ca bất ngờ ra tay nắm vai Hạ Tĩnh Thạch và dùng hết sức tung một đấm vào bụng hắn. Hạ Tĩnh Thạch không kịp phòng bị, bị một cú đánh bất ngờ, đau đớn lùi lại, khó khăn lắm mới tránh được cú đấm thứ hai của Phượng Tùy Ca. Trong điện ngay lập tức trở nên hỗn loạn, Phượng Hí Dương lao qua đỡ lấy Hạ Tĩnh Thạch, Tiêu Vị Nhiên cũng chắn giữa hắn và Phượng Tùy Ca. Ninh Phi cố gắng bình tĩnh tuyết ảnh, trong khi Phượng Tùy Ca thấy cú đánh không trúng liền dừng tay, lạnh lùng che chắn nhất tiếu phía sau bên ngoài đội cấm vệ đã xông vào thấy cảnh hỗn loạn này họ cũng không biết phải tiến hay lùi phượng kỳ sơn đã tức giận đến mức tay rôn lên đang gây gổ giữa điện còn ra thể thống gì nữa thấy đội cấm vệ đứng sững ở cửa hắn phẫn nổ quát các ngươi vào đây làm gì cút đi ngay lập tức đội cấm vệ ồ ạt rời đi không biết ai đó còn tiện tay đóng cửa điện lại nhất tiếu đứng hơi lùi lại sau lưng phượng tùy ca hắn che chở bằng tay trái thậm chí còn ôm lấy eo nàng lòng bàn tay nóng ấm như đang đau đớn vì nàng trước đây nhất tiếu luôn nghĩ rằng chỉ có tuyết ảnh hay những nữ nhân mảnh mai như diễn dương mới có thể khiến nam nhân muốn bảo vệ giờ đây nàng nhẹ nhàng cười ánh mắt như ẩn chứa sương mù xa xăm và mê mẩn có gì đó mong manh và yếu ớt nàng lờ mờ nghe thấy ai đó thì thầm họa thủy họa thủy sao nàng hướng người đó mỉm cười, giọng nói thanh thoát vang vọng trong không khí, khiến người nọ ngạc nhiên, nhanh chóng chuyển ánh mắt đi. Phượng Kỳ Sơn nhìn chằm chằm vào vài người, bỗng cảm thấy vô lực, phải gắng sức giữ bình tĩnh trong cơn hỗn loạn. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cười của Phó Nhất Tiếu, giọng nói thản nhiên nhưng cũng đầy tức giận. Phó Nhất Tiếu, liệu đây có phải là mục đích của ngươi không? Nàng cười khẽ, giọng điệu chứa đầy mỉa mai vang vọng xung quanh nhất tiếu ở thủy vẽ viên lâu như vậy thật sự thích và quen thuộc nơi đây nếu quốc chủ đã hối hận để nhất tiếu ở lại thì nên sớm nói ra nhé phượng kỳ sơn cười lớn trước nhất tiếu đáp lại một cách hung hãn ta đã quyết định rồi không hề hối hận phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn